Chào các bạn, trong nội dung trước chúng ta đã đề cập đến event, tức là sự kiện bên trong carousel. Vậy nó là gì? Và cách sử dụng nó như thế nào? Có giống với các sự kiện mà chúng ta đã tìm hiểu khi sử dụng JavaScript thao tác với DOM hay không? Rất tiếc là không. Đối với carousel, mỗi khi nó hoạt động, tự bản thân nó sẽ phát ra hai sự kiện chính nó mà không liên quan gì đến sự kiện của DOM cả. Một là mỗi slide khởi động và hai là khi slide đó hoàn tất chuyển động. Để rõ ràng hơn, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về hai sự kiện này. Đây là bản mô tả hai sự kiện của carousel. Sự kiện đầu tiên có tên là slide.bs.carousel. Nó phát ra ngay khi mỗi slide bắt đầu chuyển động, hay chính xác là phương thức slide bên trong carousel được gọi. Sự kiện thứ hai có tên là slide.bs.carousel. Nó được phát ra ngay khi quá trình chuyển động của một slide hoàn tất. Vậy làm thế nào để sử dụng được các sự kiện này? Rất đơn giản là chúng ta sử dụng phương thức on trong Savory để lắng nghe các sự kiện trên và thực hiện hành động mong muốn. Hãy mở file app.cs và tiến hành viết mã vào phương thức ready của Savory. Để các bạn dễ hình dung, chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe hai sự kiện carousel thông qua phương thức on của Savory trong handler tương ứng với mỗi sự kiện. Ta sẽ in ra màn hình console kiện xảy ra. Ngoài ra ta sẽ thêm debugger để tiện kiểm tra. Giờ hãy chạy ví dụ. Như các bạn thấy, sau khi trang web được tải một lúc thì màn hình debugger sẽ hiển thị. Bên tab console sẽ hiển thị một thông báo cho thấy sự kiện slide.bs.carousel đã được kích hoạt trên slide thứ hai. Tiếp tục click vào resume script trên debugger. Khi slide thứ hai đã chuyển động hoàn tất, debugger lại tiếp tục dừng lại. Bên tab console sẽ lại hiển thị thông báo rằng sự kiện slide.bs.carousel đã được kích hoạt. Vậy nếu ta tiếp tục nhấn resume script thì điều gì sẽ xảy ra? Đương nhiên sự kiện slide.bs.carousel sẽ xảy ra vì slide thứ 3 lại tiếp tục được khởi động. Và khi slide thứ 3 hiển thị hoàn tất thì sự kiện slide.bs.carousel lại tiếp tục xảy ra một lần nữa. Đó chính là hai sự kiện bên trong carousel. Do đang sử dụng Savory nên các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng tham số event vào trong hàm xử lý để sử dụng như là một đối tượng Savory event. Điều đặc biệt là đối tượng này có thêm hai thuộc tính đặc biệt mà carousel cung cấp. Đầu tiên đó là thuộc tính direction. Thuộc tính này trả về hai giá trị left hoặc right, biểu thị hướng chuyển động của carousel. Nếu là left nghĩa là carousel sẽ chuyển động từ phải qua trái. Ngược lại, nếu là right, sẽ chuyển động từ trái qua phải. Chúng ta có thể truyền vào tham số event và sử dụng nó để gọi thuộc tính direction. Thử chạy ví dụ và quan sát. Mỗi khi slide chuyển động, các bạn thấy giá trị trên màn hình console đều là left. Nếu ta thử click vào nút reverse, giá trị đã đổi thành right. Đơn giản phải không nào? Thuộc tính thứ hai có tên là related target, nhưng nó hoàn toàn khác với thuộc tính related target của sự kiện chuột. Related target trong carousel giúp truy xuất đến thành phần slide sẽ được active tiếp theo. Ví dụ, chúng ta đang ở slide đầu tiên. Nếu sử dụng related target, ta sẽ được đối tượng DOM của slide thứ hai. Tuy nhiên, thuộc tính này ở mỗi sự kiện của carousel sẽ có một chút khác biệt. Chạy thử ví dụ xem. Chúng ta đang ở slide đầu tiên. Debugger xuất hiện và ta có kết quả. Màn hình console là đối tượng DOM của slide thứ hai. Tiếp tục resume script, ta lại có kết quả vẫn là đối tượng DOM của slide thứ hai. Nhưng hãy nhìn kỹ xem nhé. Các bạn đã thấy gì chưa? Đó là sự khác biệt về class. Khi mới vừa bắt đầu, nó hoàn toàn không có class active. Đến khi chuyển động hoàn tất, nó mới có class active. Giờ thì các bạn đã hiểu được hai thuộc tính này và sự liên quan đến sự kiện trong carousel rồi phải không nào? Vậy các bạn hãy cùng xem một thử thách nhỏ nhỏ sau. Chúng ta hãy đánh số thứ tự cho slide tương tự như ví dụ này. Như các bạn thấy, mỗi khi carousel chuyển động thì số thứ tự sẽ thay đổi tương ứng với vị trí của nó. Các bạn sẽ ứng dụng những thứ vừa tìm hiểu vào vấn đề này như thế nào đây? Nếu để ý một chút, trong ví dụ trước, mỗi lần hoàn tất chuyển động, ta có một item được active. Ta chỉ cần lấy được vị trí của item đó trong danh sách các item của carousel là xong. Phần tử được active thì ta đã có cách lấy thông tin thông qua thuộc tính related target rồi.
Nhưng muốn biết nó có active hay chưa thì ta phải lấy thông tin qua sự kiện nào của Carousel đấy. Đó chính là sự kiện slides.bs.carousel. Lúc này thì chuyển động đã hoàn tất và item đã được active, nên sẽ hiển thị chính xác vị trí. Đầu tiên ta sẽ cài đặt sự kiện slides.bs.carousel cho Carousel. Tiếp theo ta sẽ lấy số lượng item bên trong Carousel thông qua thuộc tính length và gán cho biến count. Tiếp theo nữa ta sẽ lấy vị trí hiện tại của item đang được active thông qua thuộc tính related target và phương thức index của Savory. Các bạn lưu ý là do phương thức index trả về chỉ số dựa trên chỉ số của mảng nên sẽ bắt đầu từ 0. Do đó, để trả về đúng chỉ số bắt đầu từ 1, ở đây ta sẽ cộng thêm 1. Hãy đưa hai biến trên ra màn hình console và thử chạy xem kết quả có đúng không nhé. Bạn thấy đó, mỗi khi chuyển động của slide kết thúc, phần chỉ số đã được cập nhật và cập nhật chính xác số thứ tự của slide. Không quá khó phải không nào? Sau nội dung này, các bạn hãy thực hành bổ sung sao cho giống với demo ban đầu nhé. Vậy là chúng ta cơ bản đã hoàn tất việc tìm hiểu bên trong Carousel cũng như kết thúc phần tìm hiểu về thành phần Carousel. Việc sử dụng các sự kiện và thuộc tính này sao cho hợp lý là hoàn toàn tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng mà các bạn muốn xây dựng. Ở đây chúng ta chỉ cần biết sự kiện đó là gì và cách sử dụng chúng. Nếu lỡ như quên, các bạn hoàn toàn có thể tra cứu nhanh những gì vừa tìm hiểu thông qua document của Bootstrap tại địa chỉ này. Chỉ cập vào địa chỉ vừa rồi, đây là giao diện của trang Document Bootstrap JavaScript. Bên tay phải là danh sách 12 plugin mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Hãy thử click vào mục Carousel. Mục đầu tiên là giới thiệu và demo của Carousel. Tiếp theo là Example, chính nơi chứa cấu trúc HTML của thành phần này. Tiếp theo, bên dưới là các mục lưu ý. Lưu ý đầu tiên là dành cho các công nghệ hỗ trợ như Screen Reader, nên chúng ta có thể bỏ qua. Tiếp theo là vấn đề về trình duyệt. Các bạn thấy rằng thành phần này sử dụng CS3 để tạo hiệu ứng, nên sẽ không hỗ trợ tốt trên các trình duyệt IE 8 và 9. Tiếp theo là các mục mà chúng ta đã tìm hiểu qua như Caption, rồi đến cách sử dụng Carousel thông qua JavaScript, thông qua mục Usage. Tiếp đến là Option, Method và Event. Đó là toàn bộ các vấn đề mà chúng ta đã điểm qua. Hầu hết các thành phần còn lại cũng có cấu trúc tương tự. Trong các nội dung tiếp theo, để nhanh chóng, chúng ta sẽ tìm hiểu kết hợp với phần tài liệu của Bootstrap. Trước khi kết thúc nội dung này, các bạn hãy trả lời câu hỏi. Chúng ta có mấy cách để khởi động một thành phần Carousel? Câu trả lời là có hai cách. Một là thông qua Data Custom Attribute. Hai chính là chúng ta sẽ tự thực hiện thông qua JavaScript bằng cách sử dụng hàm Carousel. Cũng xin nói thêm, các sự kiện bên trong Carousel hay các Bootstrap JavaScript plugin khác thực ra chính là dựa trên Custom Event của jQuery. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có thể tham khảo liên kết dưới đây. Bây giờ thì xin chào bạn.